Kính chào quý thính giả đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho Bảo quý thính giả nhé. Kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Khi nghe chuyện, mọi người hãy ủng hộ Bảo bằng cách bấm vào nút like cũng như là bình luận bên dưới. Nếu được, mong rằng mọi người hãy chia sẻ kênh để giúp cho kênh của Bảo được mau chóng phát triển. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong tối kể chuyện ngày hôm nay, Bảo xin gửi đến các bạn phần tiếp theo, cũng là phần cuối của cái câu chuyện ma nói về một cái ông thầy bùa Ba Mễn và bà Chín. Đặc biệt hơn nữa là ông Ba Mễn khi mà chết đó, thì ông sử dụng một cái, ông hạ một cái nguyền rủa xuống để gây ra bao nhiêu cái mối họa sau này. Thì chúng ta tiếp tục ở cái cuối cái phần đó, cái phần mà cuối ở cái tập trước á. Thì sau khi mà ba ông thầy đã 3 ngày rồi thiết lập bùa chú này nọ để đi thẳng vào cái mộ của ông Ba Mễn, thì vào ngày thứ ba tối đêm đó bất chợt dòm thấy 7 cái vong hồn đã chết cách đây gần một tháng. 7 vong hồn đó vốn dĩ ngay từ ban đầu á đã được các thầy làm ma chay cho là một cách rất là chu đáo nha. Là bởi vì lúc đó là không có dòm thấy vong hồn của họ, cho nên ba ông thầy làm theo cái kiểu là giống như là một cái cách để siêu độ, để đưa vong hồn họ đến cái nơi mà họ có thể đầu thai chuyển kiếp, mình cho là như vậy. Nhưng bất ngờ ở đây là tại sao sau gần một tháng, đến cái ngày thứ ba mà mấy ổng lại làm bùa chú đi vào cái mộ của ông Ba Mễn, thì tối đêm đó lại gặp 7 cái vong hồn nó hiện ra than gian và khóc lóc. Thì với cái sự giải thích của cái 7 vong hồn làm cho ông Ba Mễn tin vào điều đó và đồng ý hạ xuống tất cả những cái phòng bị của mình để nghe theo những cái lời mà 7 hồn ma đó nói. Rồi sau khi mà đã chấp nhận những cái yêu cầu của những hồn ma đó rồi, thì một cái hồn ma lớn nhất ở trong đó nói với ông Bảy rằng, nói với ông Hai rằng là do là tụi tôi đó có bị bắt vào trong chỗ đó rồi nó giữ tụi tôi lại, cho nên là tụi tôi biết may mắn mà tìm được cái cách thoát ra. Bây giờ á, tôi nói với thầy, tôi cho thầy vô coi, rồi thầy coi có cách nào á thầy tiêu diệt nó giùm. Nghe nói đến có cách để tiêu diệt cái nguyền rủa mà để thành quá thành quỷ của ông Ba Mễn á, thì thầy Hai lúc này giống như ổng là một cái người là muốn tiêu diệt cái con quỷ đó mà chưa tìm ra biện pháp. Ba người phải lần lượt từ từ bước vào. Rồi bây giờ bất ngờ nó xảy ra một cái sự việc là 7 vong hồn đó là vô tình thoát ra, thì đây cũng coi như là một cái căn duyên để có thể phá giải và tiêu diệt đi cái con quỷ trong đó. Thì ông rất là mừng và bắt đầu từ bước đi theo. Và ông nghĩ rằng á, bùa chú cấm chế hay là cái này cái nọ đó, thì ba ông đã hợp lực với nhau làm từ ly từ tí đi vào trong đó rồi, cho nên là chỉ cần ở trong cái phạm vi đó thì ông sẽ không cần sợ bất cứ một cái gì hết. Điều đó chứng minh là 7 vong hồn dẫn ông vô là họ không dám đi trên cái con đường mà ba ông đã dọn đà để mà đi vào. Họ đi là đi chết bên ngoài không à, mà cách xa xa không à nghe. Thì đi đến gần cái mộ của ông Ba Mễn, lúc đó 7 cái vong hồn mới là theo kiểu là họ quảng lên, họ run sợ. Người nào vong hồn nấy co rúm lại, mà giống như họ mặt mày họ quảng lắm, giống như họ sẽ gặp một cái gì đó họ rất là đáng sợ. Đồng thời lúc đó thầy Hai mới nghe được những cái âm thanh gầm gừ phát ra từ cái mộ. Thì lúc này thầy mới sử dụng bùa chú và mở đi cái giống như cái thiên nhãn của mình á để dòm vào bên trong. Thầy đang thấy là cái con quỷ, mặt một con quỷ có nanh dài, và cái nếu như mà lúc mà ông Ba Mễn ông chết á, mà lúc đó ông thầy Hai không có mặt ở đó, thì bây giờ ông
nếu mà ông đó ông có mặt thì bây giờ ông dòm vô là ông chắc chắn nhận ra liền. Thì ông Ba Mễnh á, ông chết cái mặt mày ông cũng y chang như mọi cái lúc mà ông khắc bùa chú trên đầu ông á, trên mặt mày ông là chỗ nào cũng có hết. Và quá hơn nữa là ông có hai cái nanh, hai cái nanh nó mọc ngược lên trên vậy nè, rất là dài. Và vong hồn ông Ba Mễnh có thể nói là vong quỷ, gọi là vong quỷ luôn đấy ha. Thì cái vong quỷ đó nó đang cố gắng giống như là xé đi một cái vùng kết giới gì đó, là đang giam cầm nó dưới cái mộ, và nó liên tục gầm gừ để hòng thoát ra khỏi cái vùng kết giới đó. Trong mắt của thầy Hai dòm thấy là nó sắp sửa mở toan cái đó ra rồi, thành thử ra bảy cái vong hồn kia mới sợ và hoảng loạn. Thầy Hai lúc này á, trong cái tình huống này, trong đầu thầy Hai chỉ sợ rằng khi con quỷ này nó thoát ra khỏi kết giới đó, bùa chú đó thì chắc chắn là của bà Chính rồi. Thì lúc đó sợ rằng với cái năng lực của ba thầy, dù cho có gộp lại cũng không có thể nào chống lại nó. Và trong cái lúc gấp gáp này cũng không thể nào chạy ngược ra mà kêu ông thầy ba và ông thầy tư được. Nhận thấy cái điều đó, bởi vậy thầy Hai mới quyết định, ông mới dùng bùa chú ông khởi lên và ông đánh vào trong đó với một cái ý định là ngăn trở con quỷ đó thoát ra. Và ông liên tục đánh vào đó, thì cứ mỗi lần ông đánh vào một lần á, thì ông trong mắt ông dòm thấy là cái kết giới nó lại tăng thêm một phần. Nó tăng thêm một phần chắc chắn. Cho nên ông nghĩ rằng là cái bùa chú mình hợp với cái bùa chú của bà Chính, giúp cho cái kết giới đó nó gia tăng thêm. Thì con quỷ nó càng lúc nó càng tức giận, vì cái kết giới càng ngày càng mạnh mà, thì nó sẽ khó lòng mà thoát ra được. Có điều khi mà thầy Hai làm đến cạn kiệt sức lực của thầy á, và thầy nghĩ rằng chắc chắn là kiên cố cái kết giới để phong ấn cái con quỷ đó bên trong, thì ai mà có về đâu, lúc đó bất ngờ bảy cái vong hồn kia đứng dậy và cười lên ha hả. Nó cười một cách vô cùng khoái chí và dòm vào thầy Hai với cái ánh mắt rất là tàn bạo, không có chút nào là thương hại cả. Thầy Hai cũng giật mình, sao mà nó kêu mình vô đây đó. Thì may mắn mình thấy được cái chuyện này để mình có thể ngăn trở lại. Nhưng đến khi mình thành công rồi thì chúng lại cười, cười mà giống như là nó đang cười chế giễu mình vậy đó. Thầy mới quay lại dòm bảy cái vong hồn đó. Thì bảy cái vong hồn đó khi mà dòm thầy là chỉ liếc ngang một cái thôi, và sau đó nó lập tức đi thẳng về phía cái mộ của ông thầy Ba Mễnh. Thầy Hai mới dõi mắt dòm theo bảy cái vong hồn này, dòm đến cái chỗ của cái mộ của ông thầy Ba Mễnh. Thì lúc này một cái sự việc nằm ngoài cái sức tưởng tượng của thầy Hai nó lại phát sinh, là thay vì trong mắt thầy khi nãy là đang cố gắng giữ cái kết giới cho nó càng ngày càng mạnh, tăng thêm bùa chú vô để cho con quỷ nó không thoát ra được, và mắt thầy thấy thì càng lúc cái kết giới đó nó càng kiên cố, mà ai có dè đâu, lúc này ông dòm lại á, thì những cái kết giới cái này cái kia mà hồi nãy ông dòm thấy thì hoàn toàn không có. Đập vào trong mắt của ông đó là hình ảnh con quỷ Ba Mễnh, nó xuất hiện lồ lồ ra đó, mà xung quanh hoàn toàn không có một cái kết giới nào cả. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng với cái năng lực của con quỷ Ba Mễnh đó, thì nó nhờ, nó giống như là ra lệnh chứ không phải còn nhờ nữa, ra lệnh cho bảy cái vong đó dụ hoặc thầy Hai vào bên đây đó. Và khi mà còn sống á, thì ông Ba Mễnh này cũng là một cái thầy pháp giỏi, cho nên ông có cái cách ông hạ cái bằng cái nguyền rủa đó đó, thì giống như ông giữ được cái linh trí của ông khi mà ông còn sống đó các bạn. Nhưng mà ngoài giữ được cái đó ra thì cái nhân tính của ông khi còn sống còn có một chút, còn bây giờ nó mất hết rồi. Nó mới tạo ra như vậy, làm cho ông thầy Hai ông tưởng đâu là mình cứ gia tăng cái kết giới vô là giữ được nó. Nhưng mà ông không ngờ cái thứ mà ông đánh vô á, hoàn toàn là đánh vô cái bùa của bà Chính.
Do là bà Chính bà mắc lâu rồi, cho nên cái bùa của bà đó đến thời điểm này từ từ nó cũng hơi yếu rồi. Nhưng mà đối với bùa của bà Chính, so với cái việc mà cái con quỷ ba mệnh này á, cái bùa đó nó áp chế nó lắm, giống như là một khắc tinh vậy, là chỉ khắc tinh đối với con quỷ đó thôi. Còn về cái ông thầy pháp, ông thầy hai này á, ổng đánh vô thì cứ từ 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 đó, khi mà ổng cạn lực thì lúc đó cái bùa của bà Chính, do là bà Chính nó mắc lâu rồi, không có người để mà trường khống cái bùa chú đó, thành ra là nó yếu. Ổng đánh vô một hồi lâu rồi á thì nó hoàn toàn bị giải phóng, cái bùa đó không còn tác động với nó. Nhưng thật ra lúc này thầy hai á, tuy là ổng nhận ra cái khốn cảnh của ổng rồi và ổng biết chắc là đêm nay ổng sống không nổi rồi đó, nhưng có một điều, nếu như lúc đó thầy hai ổng nắm bắt được, ổng biết được là ổng có thể ổng sống, là bởi vì á, ngoài cái việc hạ cái bùa chú bên ngoài để giữ cho ông ba mệnh không thoát ra khỏi cái mộ của ổng, thì trong quan tài cũng như là cái xác của ông ba mệnh á, bà Chính cũng đã hạ nhiều cái loại cái bùa chú xuống đó rồi. Vì vậy mà lúc này chỉ cần ông thầy hai, tuy là ông gỡ được cái đó ra rồi, sức lực ông cũng yếu rồi, nhưng mà chỉ cần ông đủ minh mẫn, ông không tuyệt vọng á, ông dùng tận lực, ông chạy đến cái con đường mà ba người thầy đã hợp lực với nhau để tiến sâu vào cái mộ của ông ba mệnh đó, chỉ cần chạy ra đó là ông có thể chạy được đó. Nhưng mà lúc đó đập vào mắt cho ông là một cái hình ảnh con quỷ nó quá khủng khiếp, và cái giống như khả năng mà quỷ khí của nó đó, đừng nói là lúc nó cho ông thấy rằng là đừng có nói là cái lúc mà ông suy yếu như vậy, dù cho cái lúc ông mạnh và ba ông hợp lực cũng sống không nổi, chứ đừng có nói mà như cái tình trạng hiện tại của ông. Vì vậy trong đầu của thầy hai là nghĩ mình chết chắc, và khi ông đã nghĩ ông chết chắc rồi, ông chỉ có thể làm một cái điều còn lại duy nhất thôi. Thì đó là như thế nào? Điều đó là bản thân ba ông thầy pháp đã từng nói với nhau, đã bàn luận với nhau. Với một con quỷ mạnh như vậy thì một khi mà đấu không lại nó thì phải chuẩn bị trước một cái bùa, loại bùa chú mà giúp cho cái hồn vía của mình là không bị con quỷ nó bắt lại. Cái thân xác thì có thể chết rồi, nhưng mà cái hồn vía thì không thể nào bị để cho nó bắt lại. Thì đó là cái chuẩn bị trước của ba thầy. Vì vậy mà rơi vào cái tình trạng này, thầy hai chỉ còn cách khởi cái bùa chú đó lên. Khởi cái bùa chú đó lên để cho cái hồn không bị con quỷ nó bắt. Còn cái việc mà đổi lại là cái mạng sống là bắt cho là cũng như là không có còn cửa để sống rồi đó. Thì khi ông khởi cái đó lên rồi, con quỷ á, có lẽ nó biết, nhưng mà thật sự do bản thân của nó vẫn còn dính cái bùa chú của bà Chính ở trong cái xác ở trong quan tài á, hài cốt nó vẫn còn trong đó mà, nó vẫn còn nhiều cái kiên kỵ lắm, nó cũng vô phương để cản ông thầy hai. Có điều thứ mà nó cần á là cái sinh khí, cái huyết nhục của ông thầy hai, nhiều đó cũng đủ rồi. Bởi vậy sau đó là một cái tràng cảnh cái chết của ông thầy hai. Nhưng mà cái hồn của ông thì thoát ra được, do là thầy pháp nha. Chứ nếu như người thường khi mà họ chết á, dù muốn dù không á, thì trong vòng mấy ngày đầu họ chết, họ không có biết đường để mà cái linh trí họ trở về nhà hay thông báo hay là họ báo cáo cái gì đâu. Nhưng riêng ông thầy hai này, ông là thầy pháp, đến thời điểm đó ông còn làm được cái việc đó. Và cái khoảng cách á, nó cũng rất là gần, thì ông mới lập tức ông thoát cái hồn, ông chạy về. Chứ ông ở đây hồi nó bắt cái hồn luôn sao? Đó, ông mới thoát cái hồn, ông chạy về để ông báo cho ông thầy ba với ông thầy tư. Mà do là bây giờ ông chẳng qua là một cái vong hồn thôi, mà đối với vong hồn, đối với thầy pháp có một cái sự sợ hãi nó đặc biệt. Cho nên ông đâu có dám mà xông thẳng vô trong nhà để báo cho hai ông này biết. Mà cái đó là cái chạy thôi. Nhưng mà cái chạy của ông thầy pháp ở thì các bạn nói là cái vong linh bình thường đứng hồng tiếp cận. Đó, thì ông thầy hai ông chỉ còn cách đó là ông đứng ở ngoài, ông than gian, ông khóc lóc. Và ông kêu tên hai ông thầy kia. Thì may mắn làm sao, có lẽ là lúc đó ông thầy ba mở, ông đang mình nói tạm dùng một cái từ giống như là ông hấp thụ cái tinh lực của ông thầy hai trong xác của ông á, có thể nói là như vậy. Cho nên là bây giờ nó không có ra, nó cản ông làm gì.
Thì cuối cùng thầy ba với thầy tư mới nghe. Thì hai ông nghe được cái chắc cái giọng của ông thầy thầy hai, nhưng mà bản thân là thầy pháp giỏi mà, cho nên là hai người đều nhận ra cái người đang kêu gọi mình á là cái hồn phách chứ không phải là con người sống. Thì quả thật như vậy, khi mà thầy ba thầy tư bước ra rồi thì nhìn thấy thầy hai giống như là ông mới chết đó, thì cái hình thể của ông cũng y chang như cái xác đã nằm trong kia thôi, mặt mày ông cũng máu me tùm lum hết trơn rồi, máu đen đâu không à. Thì ông mới khóc, ông nói là bà tôi chết rồi thầy ba thầy tư ơi đó. Thì trong cái lúc đó đó, hai ông thầy này á mới làm một cái loại bùa để cho giữ cái hồn của ông lại, bởi vì nói gì nói thì cái hồn ông lúc đó nó có nhẹ lắm, nó dễ bị theo kiểu là không có trụ vững lại một chỗ được á, nó phiêu phù lắm đó. Thì hai ông mới làm một cái loại bùa chú và đứng cách ra để cho cái hồn ông thầy hai ông dựa vô đó. Và khi dựa vô đó rồi ông mới kể lại là sự tình hồi nãy như thế như thế như thế. Nghe xong thầy ba với thầy tư là tái mặt, định chạy vô chổng xem cái tình hình nó như thế nào, coi là có khả năng là lấy được cái xác của thầy hai đem về hay không. Thì thầy hai ông cản lại, ông nói bây giờ hai ông mà đi vô trong đó đó là cũng chỉ giống như tôi thôi, cũng chết thôi, xong không có nổi đâu, đừng có vô, tôi báo cho ông hai ông biết như vậy. Và ngưng ngay lại cái việc mà hai ông muốn tiếp cận vô cái mộ của ông ba mến như lúc trước mà ba người mình bàn. Có nghĩa là ông hai ông ngăn lại, ông kêu đừng có vô, vô là chỉ có chết thôi đó. Nhưng mà cuối cùng á là cái lời của ông hai ông nói trước khi mà ông nhờ ông ba thầy ba với ông thầy tư là siêu độ cho ông á, thì ông nói như vậy nè. Ông nói sự tình á vốn dĩ á cũng còn một thời gian dài thì cái vong hoặc con quỷ đó nó mới thoát ra được, nhưng mà không ngờ tại tôi với mấy ông có cái quyết định tìm hiểu cái mộ, chính vì vậy mà phạm vô cái lời cấm của bà chính khi bà còn sống. Thì bây giờ đó, trực tiếp hoặc gián tiếp thì tôi với mấy ông cũng góp phần thả ra con quỷ này, tôi thì chết yên cái phần tôi rồi, còn hai ông á có làm gì được cho bà con thì làm, nhưng mà đừng có đâm đầu vô cái chỗ chết, không có ích lợi gì đâu đó. Thì cái đó là một cái sự dày vò đối với ông thầy hai. Ông nghĩ rằng nếu như ông không có bị dụ hoặc á thì con quỷ tới bây giờ nó cũng chưa thoát ra được, mà mọi chuyện nó lỡ dở như vậy rồi. Ông chỉ nói hết sự thật để ông thầy ba và ông thầy tư biết đường mà liệu. Thì sau đó để tránh cho cái việc ông thầy hai vong hồn của ổng bị cái con quỷ đó nó bắt, bởi vì nói gì nói ông ba mệnh lúc còn sống ổng vẫn là một ông thầy pháp giỏi. Thì cuối cùng hai ông mới lập tức là ông siêu độ ngay cái lúc đó luôn, nhưng mà chưa dám đi vào để lấy cái xác ổng ra. Thì trong suốt cái đêm đó họ dòm vào bên trong, thầy ba thầy tư dòm vào bên trong thì cảm thấy là quỷ khí bắt đầu nó dâng lên rồi đó, nó dâng lên mạnh bạo rồi đó. Nhưng mà hai ông cũng không hiểu được cái lý do tại sao bây giờ mà nó không trực tiếp nó nhào ra ngoài đây để nó bắt thầy ba với thầy tư. Nó ông không hiểu tại sao bây giờ nó thoát ra khỏi cái mộ rồi mà nó không ra đây, là bởi vì trong cái thân xác của nó còn cái bùa chú của bà chính đó. Nó vẫn giam cầm được cái phần nào, nó không thể đi quá xa cái xác của nó. Mà lúc đó ông thầy ba thầy tư không biết cái vấn đề đó, cho nên là thắc mắc, chỉ dừng lại là thắc mắc thôi, chứ hoàn toàn hai ông không hiểu lý do. Rồi cái đêm đó thì hai ông mới bàn với nhau, thầy ba mới nói thầy tư cũng do là tụi mình có cái sự tò mò và muốn tìm hiểu cho nó kỹ, nghĩ rằng ba người hợp lực sẽ đủ để đối phó một con quỷ, mà không ngờ rằng cái cấm thuật này nó mạnh đến mức độ như vậy. Ba người vô tình lại thả con quỷ ra. Thì bây giờ đó, không thể nào mà mình bỏ bà con, bởi vì nếu mà bỏ bà con thì bà con chết chắc. Thì theo như cái lời di ngôn của bà chính khi trước đã từng để lại và mấy thầy đã tìm hiểu đó, thì họ mới thống nhất với nhau là một cách như thế này. Pháp đàn để thì để, nhưng mà chẳng qua là để kiềm chế không cho nó đi thẳng ra cái con đường này thôi.
Tại vì mấy ổng biết rằng là hồi đó bà chính bà hạ bùa chú này, cái con đường xung quanh cái hàng rào đó là bà đều làm đủ hết. Mà họ muốn dùng bùa chú của mình để đi vào trong đó thì đương nhiên họ phải đánh vỡ cái bùa chú của bà chính để lập con đường đi vô. Mà bây giờ nếu như mà cái pháp đàn này á không còn nằm ở đây nữa thì chứng tỏ là cái đường đó nó sẽ có một lỗ trống, buộc lòng pháp đàn phải để đó và phải có người giữ. Thì hai ông mới quyết định là thầy Ba sẽ ở lại giữ, còn thầy Tư sẽ đi nhờ vài người thanh niên trong xóm để đến cái vị trí mà hồi trước bà chính có để lại đó, với một cái hy vọng mong manh là tìm được cái ông thầy được gọi là ông sư huynh của bà chính. Tại vì bây giờ chỉ có tìm ra ổng thì mới đủ khả năng trở về đây để trấn áp con quỷ này thôi. Chứ xung quanh đây bất luận là một thầy pháp nào, dù cho những thầy pháp mà thầy hai, thầy ba, thầy tư rồi quen biết á, cũng không đủ khả năng để mà tiêu diệt con quỷ đó. Một cái mối họa vô cùng lớn cho bà con. Trong khi thầy ba đang canh giữ ngày đêm và chấp nhận sống chết để bảo vệ bà con trong cái khu vực này, thì thầy tư á, cũng ngày đêm vất vả lặn lội mưa gió nắng cháy này nọ để đi tìm cái vị trí đó. À, chúng ta sẽ tạm thời gác cái chuyện của thầy ba ở đây và nói về cái chuyện của thầy tư. Thì trong suốt cái quá trình lặn lội đâu khoảng chừng 10 ngày trời thì mới tới được cái vị trí mà lúc đó bà chính mới để lại. Nhưng cũng như lời bà chính đã nói, muốn tìm được ông thầy đó thì phải có cái duyên. Bởi vậy suốt bao nhiêu năm trời đã đi tìm bằng đủ mọi cách rồi, mượn thầy pháp đi vô để hóa giải coi là làm sao mà tôi đi vòng vòng mà tôi đi cứ đảo lên trên đó hoài, tôi không đi lên trên đó để tôi tìm được ông thầy. Thì bao nhiêu cách, bao nhiêu là cái biện pháp cũng không có thực hiện được. Mà bây giờ thầy tư muốn chỉ là dùng hết sức mình thôi, tới đâu tới đó. Thì ông đi trùng cùng với hai cậu thanh niên đi lên cái con đường đó, mà ngay cả ông cũng tìm không được ra cái đường ra nữa, mà nói gì là hai cậu kia. Mà cái sứ mệnh bây giờ là bắt buộc phải tìm được, cho nên là đi tới đâu thầy tư làm bùa tới đó. Mặc dù á làm bùa như vậy nó không phải là đơn giản một thầy pháp muốn làm bùa là làm đâu các bạn. Làm là tốn hao sức lực và bùa chú trong người, mà cứ làm liên tục như vậy trong suốt 10 ngày nữa. Đến khi mà ông thầy tư này ông thở không muốn ra hơi luôn, mà ông cố gắng ông làm. Cái hai cậu thanh niên này thấy mới tội nghiệp, ông nói thầy ơi thầy coi thầy dừng lại đi, chứ bây giờ đó thầy mà làm nữa đó con thấy thì chắc thầy sống không nổi đâu, thầy quá yếu rồi. Thì ông mới nói là cỡ nào ông cũng phải ráng, dù chết ông cũng phải ráng, miễn sao ông chết mà tìm được cái ông thầy đó hai cậu thanh niên đưa về là cứu được bà con. Thì nó giống như hai cậu này cũng cảm động với cái tấm lòng của ông thầy tư. Nhưng mà nói về bùa chú thì hai cậu mù tịch à, không có biết đường đâu mà lằn mò để mà giúp. Chẳng qua là phụ hợ cho thầy tư cái này cái kia khi mà thầy cần. Thì cái sự tìm kiếm của thầy tư gần như vô vọng á. Thì kể về ông thầy ba ở đây, ta nói ngày cũng như đêm, ổng là tuyệt đối không rời khỏi cái pháp đàn để canh giữ cái con đường duy nhất, cái con đường mà con quỷ nhằm khi nó có thể phá để đi ra. Ông cũng nghĩ trong đầu rồi, nếu như bản thân ông cũng không chắc chắn giữ được con quỷ bên trong, nhưng tận lực thôi, liều mạng thôi, chứ bây giờ là nước tới đâu là hay tới đó thôi, chứ không có biết đường mà tính trước. Ta nói ông suốt cỡ chục ngày như vậy, từ khi ông thầy tư cũng đi, thì ba ở đây á ngày đêm lao lực các bạn. Thậm chí ông còn dùng đến những cái loại bùa chú mà bắt ông phải thức hoài á, không để cho ngủ. Mà các bạn biết ông cũng lớn tuổi rồi, cái xác thân của ông cũng là máu thịt, mà suốt 10 ngày không ngủ như vậy nó quá trời là hao tổn rồi. Bà con dòm vô cũng thấy xót nữa, sao có 10 ngày mà thấy ông thầy ba ông sanh sao như là bệnh hoạn tới nơi vậy đó, yếu xìu sợt hà. Tại vì cũng liên tục giữ cái pháp đàn thì cũng liên tục làm pháp chứ các bạn. Nói rồi bà con người ta tới dùng cái này cái kia tẩm bổ cho ông thầy, mong rằng là thầy có đủ sức để mà gia trì cái pháp trận chờ ông thầy tư trở về.
Nhưng mà nói nào ngay, thầy ba cũng không hy vọng thầy Tư tìm được cái ông thầy đó nhiều đâu. Bởi vì nếu như tìm được lâu rồi. Nếu bà chính bà còn sống á, thì khả năng bà tìm được. Còn đối với những ông thầy này á, thì ông hiểu lắm. Bản thân ông còn hiểu rõ hơn là những cái người bình thường như bà con. Một cái người thầy á, giỏi đến cả bà chính mà còn phải là tôn xưng cỡ nào thì ông rất là giỏi. Mà một khi đã lớn tuổi, đã chọn cái con đường là giống như là ông đi tu á, thì đã gác cái chuyện thế nhân qua một bên rồi. Mà những vị như vậy thì khó lòng mà tìm kiếm lắm. Đó, thì thầy ba cứ liên tục ở đây chắn giữ. Nhưng mà có một điều nữa thầy lại không có cái nắm bắt, là con quỷ bây giờ đó, tuy nó không thể dựa vô cái bùa chú của bà chính yếm trên cái mộ của nó, trong cái thân xác của nó đó, thì nó không thể tự do đi ra ngoài được. Nó chưa thể làm được điều đó. Có một cái là nó, thứ nhất là nó lấy được cái mạng của ông thầy hai, cái tinh huyết của một cái ông thầy pháp đâu phải chuyện chơi. Nó lấy được rồi thì nó mạnh. Và thay vì lúc ban đầu nó chỉ có thể là từ trong mộ, từ trong cái mộ đó đó, nó hiện hiện ra cái này cái kia để nó dụ hoặc người ta, thì bây giờ nó đã đi được vòng vòng ở trong cái khu vực đó rồi. Và một cái nữa là các bạn có nhớ một cái chi tiết á, là khi mà nó chết á, bà chính bà cho mọi người đi vô á để xem xét cái tình hình, thì vô tình gia đình của vợ chồng ông chú hai, vợ chồng bác ba và ông chú năm, là năm người này á đã không có bất cứ một cái gì che đậy, mà dòm thẳng vào con mắt của thầy thầy ba, cái tên thầy thầy ba mệnh đó, cái tên thầy ác đó. Thì cái nguyền rủa đó chỉ cần rơi vào một cái ngày thích hợp, thì tuy là cái con quỷ nó không thoát ra bên ngoài được, nhưng dựa vào cái nguyền rủa đó thì nó tìm được đến chỗ của vợ chồng chú hai, vợ chồng bác ba và kể cả chú năm. Thì những người đó đó là nó tìm tới được nha. Mà một khi nó tìm tới được những người đó rồi, nó có cái cách nào đó nó hạ được mạng sống của năm người đó rồi đó. Với năm người sống thì đủ sức cho nó phá được cái nó phá được cái pháp đàn của thầy ba, và nó trực tiếp lúc đó mới là mới lúc đó mới có thể gọi là chân chính nó bước ra khỏi cái bùa chú của bà chính đó. Dựa trên cái nguyền rủa mà lúc trước nó chết nó hạ đó, là nó có thể giống như là nó có thể đi được tới cái vị trí của năm người đó. Thì cái ngày á, cái ngày thích hợp để nó tìm nó đi á, là nó tìm ra được hết. Chỉ duy nhất một điều là nếu như bây giờ á, nó chỉ là dựa trên cái nguyền rủa nó đi ra thôi. Mà tuy là cái lực của thầy ba không có đủ sức để ngăn cản nó, nhưng chỉ cần nó ra, nó ra và nó dựa trên cái con đường nguyền rủa đó là nó đi á, làm thầy ba, mặc dù ông không cản được nhưng ông nhìn ông thấy ông biết. Và ông biết như vậy, một khi ông biết được á, thì ông sẽ có cái cách để ông nắm bắt, và thậm chí á, là còn có thể nhờ thêm thầy pháp để hộ lực với ông, và biết ra cái vấn đề là nó bị cái bùa chú của bà chính, thì khả năng nó sẽ gặp nguy. Cho nên á, là suốt 10 ngày trời, trong 10 ngày đó mặc dù đã tìm ra được những cái ngày thích hợp, nhưng nó lại không có dám đi ra, bởi vì ông thầy ba này ông canh chừng ghê quá. Ông canh ngày, ông canh đêm mà. Đó. Cho nên là ở trong đó nó tức giận lắm, nhưng mà nó cũng kiềm chế lại để nó chờ. Kiềm chế lại để nó chờ. Thì tới đây á, mọi người mới thắc mắc là tại sao nó lại không tiếp tục sai khiến 7 cái vong hồn bị nó bắt chết á, tiếp tục đi gia dụ hoặc hay là đi chỗ này chỗ kia để có thể là dụ những cái sinh mạng ở trong xóm đem về đây cho nó. Tại sao nó không làm vậy? Là bởi vì cái chết của thầy hai đủ để vực dậy những cái cảnh giác của thầy ba và thầy tư. Mà với hai ông thầy này á, thì cái việc mà để nhốt 7 cái vong ở trong đó không cho nó ra,
không cho nó có cơ hội đi ra ngoài để nó bắt người này, nó bắt người kia, thì cái chuyện đó hết sức đơn giản, không có khó. Giống như cái chuyện đó nó chỉ một lần nó hại được thôi, chứ làm gì có được cái lần thứ hai là lại y như vậy. Cho nên là bảy cái dông đó là giờ vô hại, không có ai được đâu. Đó thì 10 ngày đầu không được rồi, cho đến khoảng chừng 10 ngày sau, mà cỡ cái người ngày thứ 10 đó, cái lực của thầy ba gần như là kiệt. Bởi vì hồi cái pháp chặn mà cả ba người hợp lực với nhau để tạo nên, mà bây giờ á chỉ còn một ông thôi, một ông mà phải làm liên tục bùa chú cho ba người cộng lại, thì trong vòng 20 ngày thầy ba gần như kiệt sức. Cái bằng đầu bù mắt qua rồi đó, khó mà nhận biết cái gì đó. Nhưng mà thầy đâu có dám cho bà con tới phụ, phụ là phụ ban ngày thôi, ban đêm ban hôm là một mình thầy. Thì vào cái tối đêm đó thì kể như thầy ba ổng cũng không có đủ sức để ông gượng, giống như là ổng xỉu rồi các bạn. Thì đó là cái khoảnh khắc mà cái con quỷ ba mệnh nó chờ đợi. Nó có thể đi theo cái hướng, cái nguyền rủa nó ban đầu nó dòm thấy ai đó là bắt đầu nó đi tới. Thì nó nhắm tới đầu tiên á là ông chú Năm. Là bởi vì sao? Bởi vì á, ông chú Năm á, từ lúc mà bà Chính ba mắt á, là kể như ông đưa vợ con của ông, là vợ ông đâu có thấy đâu, có mình ông thấy à. Cho nên ông đưa vợ con ông về bên đó, rồi có cần thì ông đi thăm vậy thôi, chứ ông không có dám để ở đây. Mà suốt một thời gian dài ông ở của ông mình à. Rồi ngày đêm ông đi mằn mụn cái này mằn mụn cái kia để ông kiếm sống. Thì cái nhà nó hiu quạnh, nó không có cái hơi ấm của con người gia vô thường xuyên, thì nó sẽ lạnh lẽo. Và ông là đàn ông nữa, mặc dù cũng có cúng kiến này nọ trên bài vị tổ tiên, nhưng mà là gia riêng, cưới vợ rồi ra riêng. Rồi cái đôi khi ông mằn mụn chỗ này chỗ kia, rồi giống như là một tháng vậy đi, đâu phải ngày nào ông cũng cúng đâu. Mà cái nơi ít cúng á, rồi lại thêm là ít có cái hơi người ở đó, là cái chỗ thích hợp để con quỷ đó nó vô. À, thì chú Năm á, ổng còn một cái lá bùa của bà Chính bà cho, lúc nào cũng giữ khư khư trong người hết. Và như bảo đã nói rồi, với những cái nhà mà cái hương khói nó người ta bình thường hàng ngày đó, cúng ông bà tổ tiên các kiểu này nọ đó, thì cái thời điểm đó tuy là ma quỷ nó nhiều, nhưng mà cái nhà thì lúc nào nó cũng có một cái gì đó làm cho ma quỷ nó vô nhà không có được. Mặc dù là ông ba mệnh này nè, ông hạ cái nguyền rủa đó để giờ mặt mấy người đó, thì ông có khả năng vào nhà. Ông giờ thấy bây giờ bà Chính mới xanh mặt đó, nhưng dựa vô cái lá bùa đó thì nhất thời sẽ không hại được. Còn con quỷ thì nó rất là gấp, nó phải nó tranh thủ là bao nhiêu thời gian để nó có thể ra ngoài đây đó, nó bắt người mà. Thì bây giờ á, cơ hội đối với nó là ngàn vàng rồi. Đó, cái nó mới ra nó dụ hoặc cái ông chú Năm. Nó dụ ổng các bạn. Suốt thời gian gần đây cỡ như là chú Năm là cái đóng cửa kinh kính vậy đó, cỡ nào cũng không bước ra chứ á. Bởi vậy nó cũng thừa biết cái đó. Mà bây giờ á, nó có thể là nó vô nhà được, nhà của chú Năm nó vô được hết trơn à. Tại vì lúc đó nó có dòm rồi, nó ngại là nó ngại cái lá bùa trong người của chú Năm thôi. Đó, thì con quỷ này thật sự nó quá ranh và nó quá mạnh các bạn. Thường thường người ta nói ma quỷ á rất là ghét cái tiếng gà gái, là bởi vì gà gái là báo hiệu cái giờ sáng là cái giờ mà nó không thể nào nó hoạt động. Nó chang vậy đó mà không biết cái lúc đó nó làm sao các bạn. Nó làm sao để cho nó cái ông chú Năm này nè, ổng nghe y chang như cái tiếng mà con gà nó gái vậy đó. Thì hồi đó đâu có kiểu là đồng hồ treo tường như mình bây giờ. Nhà nghèo nghèo đâu có mấy cái đồng hồ gì của mấy cái ông người giàu đó các bạn. Là chỉ coi điện giờ theo kiểu là nghe tiếng gà gái, hay là ban ngày thì giờ mặt trời để đoán chừng cái thời gian đó. Thành cái thói quen của những cái người mà lao động rồi. Thì ổng mới nghe cái tiếng giống như tiếng gà gái như vậy á, ổng mới nghĩ đâu là trời nó sáng rồi. Mà gà gái như vậy là ổng phải thức dậy thổi cơm này nọ để chuẩn bị ổng đi. Ổng đi mằn. Thì ổng mới giờ ổng thức dậy ổng thổi cơm. Ổng nấu cơm nấu nước ở trong đây á.
thì ông mới nghe cái tiếng ở ngoài nó đi rầm rập giống như những cái người người ta dắt sáng sớm mà khi mà gà gáy rồi thì người ta cũng dở cơm này nọ đi đồng ăn. Ông cũng nghe cái tiếng y vậy đó. Thì ông cũng không nghe thì ông nói rồi rồi trời sáng, như giống như trong lòng ông là đinh ninh là trời sáng rồi. Đó. Thì mỗi khi mà trời sáng á thì cái sự phòng vệ của chú Năm đồ nó sẽ giảm xuống. Nó giảm xuống chút xíu rồi á. Đó. Cái ông cơm nước ông nóng rồi, giống như là ông để chút xíu nữa là nó chín á. Cái ông mới đi ra ngoài ông dòm. Ông dòm thì ông thấy á là có một cái người mới la làng lên là rắn nó rượt tôi. Thì la lên như vậy cái người đó mới chạy. Thì ông dòm ra cái hình dáng của một người nào đó cũng quen trong xóm á. Ông mới cầm cái cây ông chạy theo. Ông chạy xuống thì ông không, vô tình ông không có phát hiện được là cái lúc đó đó cái người này á mới là nhảy xuống dưới sông, con rắn nó rượt theo như vậy đó. Ông gấp quá thì ông mới nhào theo để ông đập con rắn, đập rắn cứu người ta. Bởi vì ông nghĩ cũng chờ có sáng rồi. Trời ơi, ông đập con rắn làm sao đó các bạn. Ông nhảy xuống một cái rồi thì bùa chú của ông không phải là nó ướt. Thật ra mà khi mà ông làm để trong người là ông làm kỹ lắm, nó không ướt đâu. Đang nhảy xuống đập thì ông chỉ ướt người thôi. Ông ướt người thôi rồi cái ông mới chồi lên. Ông chồi lên rồi cái ông thấy sao mất tiêu. Không còn ai nữa hết trơn á. Thì cái người, lúc mà ông tưởng đâu là ông bị nhát hay bị này bị nọ đó. Thì cái bóng người đó mới đứng xa xa đằng kia mới nói cảm ơn nghe anh Năm. Anh làm sao rắn nó chìm chết queo rồi. Thôi trời tối trời anh vô anh thay đồ đi. Ra trời lạnh lắm anh vô anh thay đồ đi. Cảm ơn Năm nghe. Thì ông mới nghe cái tiếng đó là cái tiếng của một người ở trong xóm. Một cái cô nào đó trong xóm. Ông nói mốt đi cẩn thận mà sao chỗ này có rắn. Cái ông đi vô ông thay đồ các bạn. Ông vô ông thay đồ này nọ thì đương nhiên. Ông nói chuyện với con quỷ rồi. Cho nên là lúc mà cái bùa nó có trong người thì ông thấy bình thường. Còn lúc mà ông thay đồ ông ra thì nó bắt đầu nó khiến được rồi đó. Nó gái bên nó đi vô nhà với ông chứ đâu. Chứ đâu phải là nó đứng ở ngoài đâu. Có một cái là ban đầu ông còn cái lá bùa này nọ thì nó mới dám. Còn bây giờ cái lá bùa ông ướt rồi ông cõi đâu ông thay rồi. Thì lúc đó đứng gần gần ở đó nó canh nó nhào vô nó bóp cổ ông chết. Cái Năm chết queo luôn. Ông chết như vậy là cái nồi cơm mà theo kiểu ông đang nấu á. Để như vậy đó các bạn thì không biết nó nhập xác hay nó làm sao không biết. À, mà cái đồ đó nó giống như nó tắt từ từ mà cửa nẻo đóng lại hết trơn. Đóng lại hết trơn. Là thật ra lúc đó là nó vô cái xác của chú Năm rồi. Nó vô cái xác của chú Năm rồi. Và nó ở đó bà con không có biết. Nó lấy được cái mạng của chú Năm là nó nhập cho cái xác ổng ở đó. Còn ông thầy Ba thì chẳng qua ông giữ cái phía bên ngoài thôi. Cái khi mà ông giật bệnh tỉnh dậy thì ổng cũng dòm vô, ổng thấy cũng bình thường, ổng đâu có dám vô trong đó. Ông chỉ giữ ngoài, mà ở ngoài không có sơ dịch gì là không sao. Tại vì nếu như á mà bình thường mà nói á mà cái con quỷ nó thoát ra ngoài á thì ông sẽ biết. Nhưng mà đằng này hồi trước nó có cái nguyền rủa đó, nó đi theo cái hướng đó, nó theo cái con đường mà lúc trước nó đã dòm thấy rồi. Cho nên là thầy Ba không phát hiện được. Thì một mạng rồi. Và nó cần phải bắt luôn bốn cái mạng kia. Rồi bây giờ có cái tiền đời sẵn là cái xác của ông chú Năm nè. Đó, thì nó mới canh, nó canh tới cái giờ mà giống như cái giờ mà nó có thể đi ra ngoài được á. Tại nó mạnh quá vào cái giờ linh giống như 12 giờ trưa đi. Và vào một cái ngày nào đó chứ không phải ngày nào cũng được nha. Thì đâu mấy ngày sau á, đúng 12 giờ trưa, nó mới đi qua bên nhà của bác ba trai, bác ba gái. Thì do là ban ngày mà gặp là gặp ông chú Năm qua nữa. Rồi cho nên bác ba cũng kêu vô nhà, mời vô nhà. Thì ông vô, thì nó vô. Nhưng mà do là có cái xác của ông chú Năm rồi cho nên là nó có ở gần gần hai người được. À, nhưng mà chưa hại được thôi. Đó thì nó mới vô nhà của bác ba trai, bác ba gái đi. Thì không biết nó hai ông kia đâu có biết đâu, hai chồng kia đâu có biết là chú Năm bây giờ là cái xác này của chú Năm mà con quỷ ba mệnh nằm ở trong đâu. Nó thì nói chuyện một hồi này nọ, nó dụ nó quạt nó khiến sao đâu mà hai người cũng dời ra khỏi cái bùa và chết. Mà chết rồi á thì nó vẫn giữ trong nhà vậy nghe, nó không hàng xóm này nọ ai đi lại á
nó khiến hết trơn à, nó khiến đi mất tiêu hết trơn à. Giống như là bình thường người ta cũng hay quan tâm á, thì đưa đi nha hỏi là vợ chồng ba có nhà không này nọ, qua thăm này nọ, thì vô thì cũng vô vậy thôi chứ đâu có biết là chết rồi đâu. Nó nhập vô á, rồi mới xong cái nó giết được hai người nữa rồi, nó mạnh nữa rồi. Thì cái lúc đó đó, ông thầy ba ở ngoài ông chịu hết nổi rồi các bạn. Ông nói sao thầy tư chưa về, giúp việc đâu là cũng hơn 20 ngày rồi mà không có thấy ông về, sức của tôi thì cũng đâu có còn để mà làm nữa đâu. Thì bây giờ mà thêm hai cái người này mà nó, ông chú hai với bà thím hai á, mà nó bắt xong hai người này nữa là nó đảo lợn, nó giặt chết ông thầy ba. Nó đủ mạnh rồi, về nó giặt chết à. Cái thầy ba thì đâu có biết được cái nguy cơ đâu. Còn trong xóm cũng nó làm sao mà không có phát hiện ra được nó, nhưng nó đã giết mấy mạng như vậy rồi. Thì ông chú hai với ông thím hai á, thường ngày mới là hay đi qua bên nhà của chú bác ba với bác ba trai bác ba gái, tại nhà cũng gần gần hơn nhà ông chú năm. Giấc sáng này nọ nó cũng hay đi qua nói chuyện. Thời gian gần đây chú hai mới nói với thím hai á, em thấy sao vợ chồng của thằng ba sao nó kỳ quá, làm như nó nói chuyện với mình mà cái mặt của nó thấy sao nó kỳ kỳ, em có để ý như vậy không? Thì thím hai cũng nói ừ, tôi cũng thấy nó khác khác, nhưng mà nhầm khi vợ chồng của chú thím bên đó đó kiểu như sợ rồi, rồi mặt mày nó có những hành động khác lạ vậy anh ơi, chứ không có gì đâu, vô nhà cũng nói chuyện bình thường mà em có để ý cái này không? Sao á mà mỗi lần mình qua nhà đó thì một là gặp thằng ba nó ra nó tiếp, rồi nó ngồi cách mình để nói chuyện với mình, lại hỏi vợ nó đâu thì nói ngủ trong nhà. Có khi á mình qua thì lại gặp vợ nó, mà hỏi nó đâu thì vợ nó nói là ngủ trong nhà. Bởi vì con quỷ á nó nhập một cái xác à, nó đâu nhập được một lần hai cái xác, nó đâu có kéo mấy cái vong ở trong đó ra được đâu. Bởi vậy là ông chú hai và thím hai khi mà đi qua bên nhà đó thì một nó biết nó mấy trước thì nó nhập vô một cái xác thôi, hỏi vợ đâu thì nó như người chồng gia tiếp đi, hỏi người vợ đâu thì nó ngủ trong nhà, mệt quá là nằm ngủ trong nhà, cho vô thăm thì nó không cho, mà gia đình nó ta đâu có, nó không cho vô thăm thôi, người ta ngại người ta đâu có dám vô. Còn mấy là ngược lại thì nhận thấy mấy cái điều đó nó khác biệt, và thêm là sau đó vài ngày thì đương nhiên cái xác đó các bạn nó không có được giữ nguyên vậy, nó không có được giữ nguyên vậy, nó phải có cái mùi nó bốc lên. Thì hai vợ chồng mới nghe cái mùi nó kỳ kỳ, mới dời bàn với nhau, nó em sao mà giống như là có cái mùi của xác chết vậy. Con cái là nó chưa có nồng quá thôi. Hai vợ chồng cũng bàn với nhau rồi á, thì ông chú hai ông có linh cảm đi, ông nói để tôi vô tôi thử coi, bữa nào mà tôi vô tôi gặp con vợ nó đó thì tôi sẽ dán, tôi hỏi con chồng nó đâu, tôi chạy xiết vô trong buồng của nó sao đó. Thì ông nghĩ vậy, ông nghĩ như vậy các bạn. Thì bữa đó nó cái kiểu là ông mới đi qua, ông kêu vợ ông ở nhà, ông đi qua mình nên ông biết đó, ông đi qua một mình. Thì ông bước vô trong nhà, thì ông mới dán là ông hy vọng gặp người vợ đi, mà dù cho gặp người vợ người chồng gì á thì cái người vợ thì đỡ hơn. Để ví dụ người vợ thì nói chuyện với ông đi, hỏi chồng mày đâu, nói chồng trong buồng, thì chồng là đàn ông mà mình xâm vô nó cũng dễ, rồi lỡ mà mày không phải như mình nghĩ đi, một cái điều gì đó khác thì sau này cũng đỡ ngại với em nó. Hy vọng là cái người vợ ra gặp mình đó. Thì cái lúc đó đó cái ông mới bước qua, cái ông mới gặp đúng người vợ đang đứng ở trong, mới dòm ra hỏi ủa anh hai mới qua chơi à? Thì ông nghe vậy ông mừng rồi, ông mới bước vô. Ông bước vô cái ông nói chuyện chút xíu à, cái ông hỏi ủa thím hai thằng ba đâu rồi đó. Thì nó cũng trả lời y chang vậy đó, nói ở bên trong á, ở trong buồng á. Ông mới đi xăm vô cái nó không cho, nó anh vô trong buồng làm gì, anh đang mệt anh đang nằm nghỉ. Thì ông mới vô trong buồng, cái cửa buồng nó bị cái cửa nó làm là nó cột lại rồi đó. Thì ông lọ mọ ông mở. Thì cái lúc này không biết nó làm sao nó dụ được ông, cái nó bắt ông chết queo, giống như thể là nó dụ sao để cho cái bùa ông cỡ ra rồi đó, là nó bắt ông chết. Thì cái người vợ là thím hai á ở bên nhà mới chờ đợi hoài không thấy chồng mình về, cũng lo
mới dự định là đi qua bên đó, thì trời nó cũng chiều chiều rồi, thì thấy á, ông chú hai ông đi về, nhưng mà thật ra lúc đó là nó nhập vô cái xác ông chú hai nó về nhà rồi, tưởng đâu chồng mình nhưng mà không phải, nó chồng mình chết rồi. À, thì trong cái thời gian mà nó về đây nè các bạn, nó về nhà của thím hai nè, thì lúc đó là cũng đầu cái giờ chiều đó đó nha, trời xui đất khiến sao mà ông thầy Tư á với lại hai cậu thanh niên đó mới tìm được cái ông thầy mà kêu bằng sư huynh của bà Chính. Ba người ráng ráng mà ta nói cầu nguyện gian sinh sao không biết, mà cái ông thầy em chủ động đi xuống chứ không phải là họ tìm ra nữa. Tại vì lúc đó đó ông thầy Tư nè, rồi hai cậu thanh niên cứ liên tục nhắc cái tên của bà Chính, nhắc rồi gian sinh rồi cầu này nọ tùm lum hết trơn, ông mới nghe cái tên bà Chính ông xuống. À, thì đây cũng như gọi là một cái duyên nha các bạn. Bởi vì những cái ông thầy kia tới trước á, lúc mà hay hoặc là người này người kia tới tìm á, thì lâm vô cái cảnh lạc đường thì trong đầu họ không có nghĩ tới tên bà Chính đâu. Họ chỉ nghĩ là bây giờ sao để thoát ra khỏi chỗ này, sao để đi lên được gặp được ông thầy. Giống như là cái tâm trí vào cái thời điểm đó người ta rơi vào cái tình trạng đó thì trong đầu người ta chỉ nghĩ cái điều đó thôi, không có nghĩ đến cái khác. Bởi vậy mới nói là tới cái duyên. Thì lúc này mấy ông này là trong tình trạng đó nhưng mà họ vẫn nhớ tới bà Chính, thì họ mới nhắc là cái bà Chính á, nhờ tôi như vậy và họ ngồi đó không có biết gì, họ chỉ kể lể về cái chuyện của bà Chính hồi đó thôi. Nhưng mà họ đâu có ngờ được là những cái kể lể đó là ông thầy này không biết. Ông nghe nhắc cái tên là giống như là sư muội ông rồi. Ông đi xuống. Ông đi xuống và ông cùng với gia đình đi về. Thì cái lúc mà đi á, ông nói cái chuyện này gấp, đi đến đó trước đi rồi ông sẽ đi đến cái chùa mà bà Chính có cái hài cốt nó nằm trong đó đó. Để ông tới ông thăm. Thì đi về đầu tiên là dắt thẳng ông tới cái chỗ của ông thầy ba luôn. Đó, thì ông thầy này ông đâu có phải như mấy ông này, đâu cần pháp đàn này nói đâu. Ông mới đi thẳng vô trong cái mộ của ông ba mệnh á. Thì ông dòm, ông nói là không có cái hồn nó ở đây, con quỷ đó nó đi rồi, nó không còn ở đây. Thì thầy ba mới nói thầy ơi thầy coi kỹ sao chứ, sao mà mấy cái bùa chú vậy mà nó ra được. Thì vốn dĩ trên cái đường mà đi đến đây thì ông thầy sư huynh của bà Chính thì bảo gọi là ông thầy Tám đi, ví dụ vậy. Cái ông thầy Tám này á, ông đã nghe kể về cái giai thoại của bà Chính rồi, tự mệt miệng với cậu thanh niên rồi. Rồi ông nghe kể lại những cái trường hợp lúc đó làm sao đó, thì ông nhận biết rồi, cho nên là ông nói liền, ông nói dắt tôi liền qua cái nhà của mấy cái thằng mà hồi đó đó, lúc mà thằng ba mệnh nó chết đó, đó rồi em tôi, tức là ông nói bà Chính á, có dắt mọi người vô mà có kể lại là thấy năm cái hai cái gia đình thằng đó với một cái thằng chồng lẻ đó, dắt tôi qua liền bên đó. Thì hàng xóm rồi người ta mới ra, người ta dắt, tại ai cũng nói là vợ chồng nó vẫn còn sống bình thường bên đó mà đâu có gì đâu. Nhưng mà ông thầy một mực đi liền, đi qua tới nhà của ông chú Năm. Qua nhà chú Năm thì vô thì còn cái xác không à. Thì lúc đó bà con người ta mới quản hồn quản vía đó. Có người còn nói là một hai bữa trước còn đi ngang còn thấy thằng Năm nó đứng nó dòm da nó cười nữa, mà sao bây giờ nó chết queo rồi. Thì ông mới nói không có kịp và ông giải thích. Mà ông giải thích thì cũng giống như những gì bảo kể thôi. Ông mới nói là qua liền mấy cái nhà còn lại. Đó thì đi qua cái nhà của ông bác ba trai bác ba gái. Thì khi qua tới cái nhà đó rồi đó các bạn, thì gặp cái xác của ông chú hai vợ chồng. Thì biết là hai chồng này chết rồi. Nhưng mà ông thầy ông dòm ông giỏi thiệt, ông dòm thì ông nói là này là nó mới chết đây. Còn bây giờ đi ra thì khả năng là bây giờ nó đang ở bên đó, không cần phải đi tìm nữa. Bà con giúp tôi cái này. Ông mới kêu là đi lấy cái này cái kia cho ổng. Giờ ông kêu ông thầy ba với ông thầy tư á là phải đi lại cái chỗ ông ba mệnh á, là bắt bảy cái dông mà lúc trước bị con quỷ nó bắt á, bắt bảy cái dông nó lại rồi đó, mở ra cái quan tài của ba mệnh thì ở bên dưới á chắc chắn là có bùa của em tôi, tức nó bà Chính, và lấy cái mấy cái bùa này nè dán lên cái hài cốt. Tôi chỉ cho cậu chú đọc, làm liền
không có được mà trì trệ nghe chưa. Và đào cái mộ đó đó là không có người khác đào, chỉ có hai ông thôi, hai ông mang hai cái lá bùa của tôi đào thôi. Còn bà con bình thường mà đào á thì họ đào xong á họ đào vẫn đào được, nhưng mà họ đào đập được là thời gian sau họ chết rồi. Chỉ có hai ông đào thôi, thì chính vì có hai người đào nó sẽ khá là lâu, bà con đi chuẩn bị cái này cái kia. Còn bản thân ông thầy Tám á, là ông đi thẳng qua bên nhà của vợ chồng chú Hai. Ông đi qua bên nhà, ông dòm vô á, thì ông thấy á, là lúc đó là nó ngay cái thời khắc là nó muốn bóp cổ chết thím Hai. Bóp là bà kêu không được luôn á. Thì ở ngoài đây á, ông mới dòm vô, ông dòm xăm xăm vô nó vậy nè. Ông mới nhào vô, ông nhào vô ông đánh với nó. Ông đánh thì nó sợ quá nó bỏ xác. Nhưng mà lúc này nó lấy được 4 cái mạng rồi các bạn. Nó lấy được 4 cái mạng rồi. Và khi mà nó dựa vào cái xác của mấy cái người mà chết rồi, như ông chú Năm nè, vợ chồng bác Ba nè, thì nó nhập vô xác nó làm cái này cái kia là có lợi cho nó dữ lắm. Nó ăn máu tươi con vật này con vật nọ đó các bạn, nó mạnh rồi. Cho nên là bây giờ mặc dù nó không lấy được cái mạng của thím Hai, tại vì ông thầy ông vừa kịp lúc, nhưng nó cũng đủ mạnh để nó bỏ cái xác nó rời khỏi cái khu vực đó rồi. Thì khi mà nó ra thì đương nhiên ông chú Hai chết queo rồi, còn thím Hai là thở hồng học vậy đó. Ông mới kêu bà con xúm lại, thì đem mấy cái xác, gom mấy cái xác của 4 người đó lần lượt chôn cắt hết. Rồi ông mới hạ bùa chú trên đó để nó không có dựa vô, mà nó dựa vô cái mộ của những người đó nó ở không có được. Thì cái mà ông thầy ông kêu đi á là ông hỏi chỗ nào mà lẩn khuất này nọ ha, là kể như là phá cho đó ra, làm nhờ bà con giúp cái đó đó. Thì lúc này ông mới kêu người chạy qua bên chỗ ông thầy Ba với ông thầy Tư. Ông thì ông còn ở đó, tại vì ông biết nếu mà ông đi là nó cũng quay trở lại nó bắt chết thím Hai à. Tại vì đối với nó là 5 cái người này là cái 5 người phải chết đầu tiên đó. Thì ông mới kêu người là hỏi coi cái tình trạng của ông thầy Hai, ông thầy Ba, ông thầy Tư, coi là đào xong cái mộ chưa. Thì họ chỉ là được đứng ở ngoài hỏi thôi chứ không được lại gần nha. Họ mới dối vô họ hỏi. Thì thầy Ba, thầy Tư lúc này là đang nải cái quan tài lên, đang nải cái nắp của cái quan tài á. Mà quan tài hồi đó là kiểu giống như là cũng sơ xài, nó cũng dễ. Nại ra xong thì thật sự trong đó nó có cái bùa, và lấy cái bùa của ông thầy là đưa vô đóng nắp lại liền. Đó, thì có cái bùa đó rồi đó, đưa vô cái hài cốt nó rồi, thì ông thầy ở đây ông mới bấm, ông làm bùa. Ông làm bùa thì ông dòm ra nó được hết trơn. Ông lằn theo cái dấu vết, ông tìm cho nó được hết trơn. Tại vì nó ảnh hưởng, ảnh hưởng tới cái hài cốt, cái bùa đã ảnh hưởng tới hài cốt của nó. Và ông chỉ cần khởi cái bùa đó lên thì ông dòm ra được nó. Chứ nếu mà với cái tình huống bình thường hồi xưa bà Chính mà không có yếm lên cái hài cốt của nó này nọ ha, là bây giờ ông cũng đâu có dễ dàng ông tìm ra được vậy. Thì cuối cùng ông mới tìm ra các bạn. Và do là những cái chỗ thích hợp để nó ẩn náu đó, là kể như là đã được bà con người ta phá rồi, nó trống trải rồi, nó không có ẩn gì đó được. Mà nó dời là cái chỗ cũ rồi đâu có được nữa. Bởi vì nó tức là cái đầu tiên nó sẽ tìm đến những cái người mà có cái mạng vía hợp với nó, là nó dựa vô nó bắt. À, mà đối với những nhà bình thường bây giờ đó, thì ông thầy ông tới ông bùa chạp là ông cho hết trơn rồi. Mà dù cho không cho nó muốn vô nhà cũng khó, chỉ có 5 người này lúc trước nó giờ thấy nó vô nhà được nè. Còn những người khác á, là nó chưa chắc vô nhà được đâu. Mà thêm cái bùa của ông thầy đưa vô thì nó bị chống lỏng mà. Nó đâu còn chỗ nào nó ẵn, nó nắp, nó trốn đâu. Thì nó giống như là nó lúc mà nó hận thù lên rồi đó, thì nó không còn chỗ trốn thì nó quay lại nó giặt ông thầy thôi. Cho nên là ông không cần phải đi tìm nó. À, thì tối đêm đó ông bày sẵn cái pháp đàn rồi, ông kêu bà con nghĩ chỉ có để thầy Ba thầy Tư đi theo ổng thôi. Thì nó hiện ra nó đấu với ổng, mà nó làm đâu có lợi ổng, bị bùa chú ổng khắc hết trơn rồi, nó làm đâu có lợi, thì ổng đánh nó tan luôn. Có ông thầy 8 giờ là ổng đánh tan luôn. Ổng đánh xong rồi á, thì ổng mới nói với ông thầy Ba với ông thầy Tư á, là mọi chuyện xong rồi. Ở chỗ đó đó, cái quan tài của nó đó, thì cứ chôn như vậy đi, nó không còn ảnh hưởng gì được nữa đâu. Nhưng mà do chỗ đó thì hồi đó nó có cái quyền kỹ rũa, thì bây giờ ông chỉ cho cái cách bài cái bùa chú gì đó, thì xong rồi cái mới đốn cây chặt cối này nọ làm cho nó chống lỏng thiệt suốt thời gian bao nhiêu ngày, thì bao nhiêu ngày phải cúng một lần, bao nhiêu ngày phải cúng một lần, thì ông chỉ hết, ông chỉ để mà khua trừ hết tất cả những cái đó. Rồi sau đó ông nói là sau đó rồi để cho bà con vô ở bình thường.
mọi sự nó qua rồi đó, rồi ông mới hỏi cái chùa là ông đi luôn á. Ông không có đợi mà hai ông thầy này kêu bà con sáng ra, kêu bà con lại là tạ ơn tại gì, không, ông đi luôn. Ông dặn dò xong là bắt đầu ông đi. Sáng ra bà con người ta hỏi thì thầy chỉ thầy ba thầy tư nói thôi. Rồi sau đó là không có tìm được ông, thì thầy ba thầy tư mới nói thôi không, đừng tìm ông. Ông ý ông muốn vậy rồi, tại liên quan đến cái chuyện mà em ông thì ông mới xuống đây. Chứ còn như là ta tìm một cái đạo đã tu rồi, không có tìm ra được. Và trải qua cái sự việc của ông ba mệnh á, giống như là một cái mối kinh hoàng, người ta lại càng cảm ơn bà chính hơn. Nếu mà không có bà chính á, thì kể như là bao nhiêu cái quà nó ập tới rồi. Thì rồi, đó là kết thúc của cái câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái câu chuyện mới. Còn bây giờ thì Bảo xin chào, chúc mọi người có một đêm ngon giấc.